tao không biết là 18 tháng hay là 20 tháng nữa bao nhiêu. Nhưng mà tao chỉ biết cái lúc mà cái ngày á mà cô ruột của tao ra tòa, là mẹ của tao ra tòa đó, phải không? Là tao nói vậy hả? Hàng trăm hàng triệu con người vây kín cổng tòa án để hóng tin của mẹ tao đó. Còn hôm nay á là cái ngày mẹ mày ra tòa, đúng không? Con mẹ hàng ni của mày ra tòa, mà bây giờ trước cổng tòa án nó lại vắng tanh đó. Thì thôi, cái lũ lương tụi mày á, soạn đi lấy lược đó, lấy kiến, lấy áo sơ mi cho mẹ mày mặc, nghe không? Mà vô chải đầu cho mẹ mày, chứ tóc tai mẹ mày dày, trời ơi. Đứng trước vành móng ngựa kỳ lắm nha, cột tóc rồi lại, cột tóc lại, nghe không? Đó, rồi vô đó uống rượu vang với mẹ mày luôn. Bữa nay em đẹp không anh? Đẹp.